Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các tỉnh Thái Bình, Hà Giang hỗ trợ cán bộ y tế vào thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch. Cảnh báo về việc mua trên mạng các sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà. Hưng Yên doanh nghiệp dệt may thích ứng trong tình hình dịch bệnh còn kéo dài. Hà Giang tháo gỡ khó khăn cho hoạt động lưu trú. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 13 tháng 8 đến nay, tỉnh tập trung thực hiện xét nghiệm toàn dân để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Địa phương này đang từng bước thiết lập các vùng xanh nhằm sớm kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, địa phương này đang dần kiểm soát được dịch COVID-19, từng bước đưa Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới. Ghi nhận sau 10 ngày thực hiện xét nghiệm toàn dân, tỉnh đã tổ chức test nhanh hơn 295.000 mẫu, xét nghiệm PCR gần 15.000 mẫu, qua đó tách được 277 trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết F1, F2. Tính đến nay, Vĩnh Long đã có 60 trên 107 địa phương qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Tỉnh đã thiết lập nhiều vùng xanh tại các ấp, khóm và đang quyết tâm bằng nhiều biện pháp kiểm soát dịch. Qua kết hợp là chúng ta xét nghiệm toàn dân như vậy thì để tuyên truyền người dân phải chấp hành nghiêm cái việc giãn cách. Và đối với những cái vùng phong tỏa, những cái vùng mà nguy cơ cao là phải càng nghiêm ngặt, phải tổ chức xét nghiệm 3 lần. Ngoài ra phải tổ chức PCR ở cái vùng nguy cơ rất cao để chúng ta sàng lọc triệt để nhất và để giữ vững được các cái vùng xanh và cái vùng đỏ là chúng ta quản lý được. Tính từ ngày 9 tháng 7 đến trưa ngày 25 tháng 8, Vĩnh Long ghi nhận 2.036 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh cho 1.382 trường hợp và đã có 32 ca tử vong. Địa phương hiện đang cách ly tập trung cho 1.014 F1. Ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức lễ xuất quân đợt 2 với 301 cán bộ, sinh viên ngành y tế trên địa bàn vào thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để hỗ trợ công tác dập dịch COVID-19. Đến thời điểm này, Thái Bình là tỉnh có số lượng hỗ trợ cao nhất cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cả về nhân lực và vật tư hàng hóa thiết yếu. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình gồm 301 cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên y khoa, trong đó có 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, dự kiến sẽ tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 13, thành phố Hồ Chí Minh. 250 giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Tất cả đều được đào tạo về điều trị chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Cũng trong đợt này, tỉnh Thái Bình còn hỗ trợ hai địa phương 10.500 xuất quà là hàng hóa thiết yếu trị giá 4 tỷ 700 triệu đồng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình còn hỗ trợ các cán bộ y tế của tỉnh Thái Bình đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh 500 xuất quà. Tại huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, đội ngũ cán bộ y bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Bạ đã lên đường tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng kêu gọi và chia sẻ những khó khăn với các tỉnh phía Nam đang căng mình chống dịch. Trong đợt 2 này, ngành y tế huyện Quản Bạ có 2 y bác sĩ tình nguyện cùng đoàn cán bộ y tế của tỉnh lên đường tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là những cán bộ y tế đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện và đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, được tập huấn đầy đủ về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Quản Bạ động viên chúc các y bác sĩ lên đường tham gia viện trợ trong phòng chống dịch mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Với tinh thần tương thân tương ái, trong những ngày đất nước gồng mình lên chống lại dịch COVID-19, bà con không chỉ hỗ trợ giúp đỡ những người khó khăn mà còn dành cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt chống dịch, chốt phong tỏa. Từ hơn 2 tháng nay, chị Hà cùng với hàng chục chị em phụ nữ khác của phường Phúc Xá dậy từ 5 giờ sáng đi chợ để chuẩn bị cơm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch. Chúng tôi coi như là cũng phục vụ coi như là bữa ăn làm sao mà coi như là cơm dẻo canh ngọt để một phần nào coi như là giúp đỡ anh em coi như là yên tâm công tác. Không là tại vì là trong cái thời kỳ chống dịch này thì là không có chỗ nào để bán cả. Thế nên là chúng tôi cũng thực hiện là coi như là để giúp anh em coi như là những điểm nóng mà chống dịch như là F0, F1 rồi là tất cả các chốt. Góp một phần nhỏ bé vào để cho coi những bữa cơm cho các chốt trực. Rất thương các chốt trực.
anh em ở ngoài chốt trực coi như là từ sáng đến đêm, thậm chí có những đồng chí coi như là 24/24 không được nghỉ ngơi. Những suất cơm này tuy nhỏ bé nhưng lại là tấm lòng của bà con sinh sống tại đây dành cho các chốt chống dịch. Một cái bức tranh vô cùng đẹp, đó là cái sự tinh thần, sự sẻ chia, rồi tinh thần tương thân tương ái đã được lan tỏa, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng là rất là tốt. Vừa qua, 200 suất quà đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao cho đại diện chính quyền thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, gửi đến tặng các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Địa phương này đang thực hiện siết chặt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân không ra khỏi nhà. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo và các thực phẩm thiết yếu. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí quỹ phúc lợi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và vận động nguồn ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Hoạt động ý nghĩa này của Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã góp phần tạo thêm nguồn lực chung tay cùng chính quyền địa phương, kịp thời động viên chăm lo đời sống cho nhân dân, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt phương châm ai ở đâu ở đó, quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các sàn thương mại điện tử ra soát và gỡ bỏ những sản phẩm loại máy thở, các loại thuốc, các loại đo nồng độ oxy trong máu SPO2 vi phạm quy định thương mại. Trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng quảng cáo bán các thiết bị hỗ trợ việc điều trị COVID-19 tại nhà như các loại máy thở, thuốc, nhất là máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 với giá rất rẻ, chỉ vài chục nghìn đến vài triệu đồng, được mô tả là có thể dùng để đo chỉ số oxy trong máu, thậm chí có thể phát hiện SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo, chất lượng nhựa kém, các mối nối không liền mạch, có thể dùng tay để gỡ phần máy. Theo các chuyên gia y tế, các thiết bị đo SPO2 chỉ cần thiết đối với các F0 bắt đầu có triệu chứng, chứ không phải để phát hiện người mắc bệnh. SPO2 chỉ là một trong những chỉ số giúp nhận biết sớm các trường hợp F0 có dấu hiệu chuyển nặng, phù hợp cho những ai đang theo dõi người thân, đang là F0 tại nhà. Bởi vậy, người dân không nên nghe quảng cáo rồi mua sắm đủ thứ thiết bị, nhiều khi không cần thiết mà còn đưa đến những chỉ số sai biệt rất tai hại. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra rà soát, toàn tỉnh hiện có hơn 227 ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp và đang được yêu cầu phải tháo dỡ xong trong tháng 9 năm 2021. Trong đó, có 210 ha nhà kính và 17 ha nhà lưới của 649 hộ đang sử dụng, nhiều nhất là thành phố Đà Lạt với hơn 184 ha của 475 hộ, tiếp theo là huyện Lạc Dương với trên 21 ha của 106 hộ, huyện Đơn Dương trên 16 ha của 44 hộ, còn lại các huyện Đam Rông, Di Linh, Đức Trọng có từ 0,6 đến 3,3 ha. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tháo dỡ tất cả nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp, hiện các địa phương đang tập trung tuyên truyền vận động các chủ sử dụng công trình tự giác tháo dỡ, di rời tất cả các nhà kính, nhà lưới đã lắp ghép, xây dựng trái phép này và yêu cầu phải thực hiện xong trong tháng 9 năm 2021. Nếu chủ sử dụng không tự giác chấp hành, thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt cưỡng chế tháo dỡ hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã vượt qua khó khăn và từng bước thích ứng, sẵn sàng đầu tư, liên kết để nâng cao năng lực sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh. Công ty cổ phần Tiên Hưng có hơn 3.000 lao động, trung bình mỗi tháng công ty gia công khoảng 1,7 triệu sản phẩm, xuất sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Colombia. Trong thời gian vừa qua, trước ảnh hưởng của dịch bệnh mà nguồn hàng logistics bị ảnh hưởng, công ty đã chủ động làm việc với khách hàng, đồng thời mở rộng thêm một số khách hàng ở Mỹ. Thời điểm này, nguồn cung tương đối dồi dào, đơn hàng đủ để sản xuất cho đến cuối năm. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy cắt vải tự động nhằm nâng cao năng lực sản xuất cạnh tranh. Thị trường may mặc trong 2 năm vừa qua thì nói chung là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà với cái sự là nỗ lực và cũng như là khắc phục của lãnh đạo công ty cũng đã chỉ đạo đầu tư gần 200 tỷ đầu tư thiết bị công nghệ 4.0 để đưa vào cái là sản xuất để tăng năng suất, đảm bảo chất lượng. Đến nay là đã ổn định, thực hiện gọi là rất tốt cái mục tiêu kép của gọi là chính phủ đề ra.
Huyện Tiên Lữ có hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, trong đó đa phần là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, quy mô 100 đến 200 lao động, dễ bị tổn thương trong đại dịch do năng lực sản xuất thấp, các chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị cho ngành may mặc bị đứt gãy, việc nhập gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, chi phí logistics lại tăng rất cao. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã liên kết để san sẻ đơn hàng, mua vật tư, thiết bị sản xuất và các hoạt động vận tải. Công ty cổ phần may và thương mại Tiên Lữ, trụ sở ở xã Thủ Sĩ có 200 lao động, trong đó một số lao động ở Thái Bình, có giai đoạn lao động ở các khu vực phong tỏa ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của công ty. Nhờ việc liên kết sản xuất, công ty vẫn duy trì tốt sản lượng, bình quân mỗi tháng gia công 100.000 sản phẩm, tương đương doanh thu từ 200 đến 250.000 đô la Mỹ. Nguồn hàng thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo sản xuất, và cái vận tải thì nó chịu ảnh hưởng chung của thế giới. Cái nguồn công rộng về Việt Nam rất là ít, nên là nó bị tồn ứ ở doanh nghiệp lớn, dẫn tới ảnh hưởng đến cái thanh toán của khách hàng với doanh nghiệp nó cũng bị chậm. Giữa các doanh nghiệp chúng tôi liên kết để cùng hợp tác để làm những đơn hàng có phù hợp để đảm bảo kế hoạch cũng như là cái kế hoạch giao hàng của khách hàng đúng tiến độ. Mặc dù trong thời gian dài ngành may mặc gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên Hiệp hội Dệt may, các doanh nghiệp đã hỗ trợ nhau cùng phát triển, đặc biệt không lơ là trong công tác phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành sẽ tập trung chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch và xây dựng các dự án phát triển du lịch thông minh, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn thuộc nhóm 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Theo đó, chương trình chú trọng thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch với việc phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch, hình thành hệ thống thông tin số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, xây dựng hệ thống thông tin số về thị trường du lịch Việt Nam, ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển các phần mềm, tiện ích thông minh, hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch. Tháo gỡ những khó khăn cho hoạt động lưu trú, cho nhà nghỉ, khách sạn đang được chính phủ và ngành thuế triển khai tích cực, qua đó sẽ góp phần cho hoạt động kinh doanh du lịch lưu trú nhanh chóng hoạt động trở lại ngay sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, ghi nhận tại thành phố Hà Giang. Khu nghỉ dưỡng Golden Jungs House tại 39 Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang rộng hơn 1.000m2 của gia đình anh Lâm Đình Luân có 16 phòng nghỉ nhưng phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Khi thông tư 40 của Bộ Tài chính được ban hành với chính sách như giãn hoãn thuế thu nhập cá nhân, giãn thuế môn bài cho hộ kinh doanh đã và đang giúp cho các cơ sở như của anh Luân có điều kiện khôi phục hoạt động kinh doanh sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Tôi cảm thấy là nếu nhà nước hỗ trợ được về những cái chính sách thuế trong cái thời gian dịch bệnh COVID như thế này thì sẽ hỗ trợ được cho các hộ kinh doanh rất là nhiều về những cái khoản chi phí hộ kinh doanh đang phải gồng gánh hiện nay. Thì có rất là nhiều khoản chi phí, bên cạnh đó là có thuế. Theo quy định tại luật quản lý thuế thì các hộ kinh doanh, các cá nhân kinh doanh quy mô lớn phải thực hiện nộp thuế theo phương án kê khai và thực hiện chế độ kế toán. Tuy nhiên tại thông tư 40 thì việc nộp thuế theo phương pháp kê khai được áp dụng cho cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định không phải quyết toán thuế. Thực hiện những cái chính sách này thì chúng tôi cũng tổ chức cái việc mà tuyên truyền hỗ trợ bằng nhiều các hình thức đến người nộp thuế, như là tuyên truyền bằng văn bản, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, rồi qua thư điện tử đến các cái doanh nghiệp người nộp thuế. Rất nhiều các cái doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như là cá nhân kinh doanh, đặc biệt là những cái ngành nghề kinh doanh nó bị ảnh hưởng thì cũng đã được hưởng ưu đãi của chính phủ. Có thể thấy tháo gỡ khó khăn cho những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế là rất cần vào thời điểm này. Điểm mới là các cá nhân hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm không phải nộp thuế. Điều này sẽ giúp phần lớn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Hà Giang và các ngành hàng nói chung có thể tiếp tục phát triển sau khi đại dịch COVID-19 bị đẩy lùi. Đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương chi trả khoản kinh phí hỗ trợ
cho trên 500 hướng dẫn viên du lịch ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đây cũng là một trong những địa phương tiến hành chi trả sớm nhất cho đội ngũ hướng dẫn viên. Theo thống kê, tính đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2021, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận, rà soát, trình chi trả 503 hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện chi trả ảnh hưởng dịch COVID-19. Tiến hành trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chi trả theo hình thức chuyển khoản trực tiếp cho hơn 300 hướng dẫn viên với số tiền hơn 3,7 triệu đồng một người. Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thông báo rộng rãi đến các hướng dẫn viên khác do điều kiện không về địa phương có thể nộp hồ sơ online hoặc qua đường bưu điện. Không có việc làm 2 năm, thất nghiệp. Và trong quá trình thất nghiệp đó tôi cũng đã làm rất là nhiều nghề để bươn chải cho tới giờ. Hiện tại thì tôi cũng là một trong những người hướng dẫn viên may mắn được nhận gói hỗ trợ 3,7 triệu đồng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhưng là tôi mong muốn đại dịch qua cho nhanh để chúng tôi để trở lại với nghề. Và tôi mong muốn bên sở cũng như là các ban ngành phải tạo điều kiện cho chúng tôi những gói kích cầu du lịch. Cho bởi vì sau dịch thì chúng tôi còn phải rất là còn gian nan. Và đối với một số đối tượng hiện nay vẫn chưa đáp ứng được một trong hai điều kiện. Đó là thẻ là hội viên của hội hướng dẫn viên hoặc là phải có hợp đồng lao động với một đơn vị lữ hành thì sở vẫn đang tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn và có những hình thức để giúp cho các hướng dẫn viên họ có thể đáp ứng được đủ các điều kiện này. Trong trường hợp các hướng dẫn viên nào mà không đủ được cái điều kiện về hợp đồng lao động hoặc là tham gia hội hướng dẫn viên thì sở vẫn sẽ có tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hình thức phù hợp, hỗ trợ phù hợp đối với đối tượng này. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định phân bổ khoản kinh phí gần 3 tỷ đồng để ngành du lịch hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đối với nhóm hỗ trợ từ 100% ngân sách địa phương, đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, địa phương dự kiến hỗ trợ hơn 30.000 đối tượng với số tiền hơn 45 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đã xử phạt trên 2 tỷ đồng đối với 21 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Văn Lâm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã xử phạt hành chính đối với 9 doanh nghiệp với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hiện huyện Văn Lâm đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với 12 doanh nghiệp với số tiền gần 800 triệu đồng. Được biết trước tình trạng các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực đất đai xây dựng, huyện Văn Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra trật tự xây dựng đất đai từ ngày 15 tháng 4 đến nay đã phát hiện 37 trường hợp vi phạm. Trong đó, nhiều nhất tại các xã Chỉ Đạo 10 trường hợp, xã Đại Đồng 7 trường hợp, xã Minh Hải 5 trường hợp, xã Lạc Đạo và Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh mỗi địa phương 3 trường hợp. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Tân Thành ở Minh Hải bị xử phạt 100 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Techwood ở thị trấn Như Quỳnh bị phạt 100 triệu đồng đều do san lấp mặt bằng và xây dựng không phép. Hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã xác định tinh thần chống dịch như chống giặc. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Long An luôn xem chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, giúp dân là chức năng, nhiệm vụ chính trị là mệnh lệnh từ trái tim. Thực hiện cao điểm giúp nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Lực lượng vũ trang Long An xung kích trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 với nội dung 3 nhất, xung kích tích cực nhất trong tham gia phòng chống dịch COVID-19, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và đơn vị an toàn nhất. Đơn vị đã tổ chức 4 đợt lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch, huy động hơn 11.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch. Lực lượng quân y tham gia truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, truy điểm F0 và tiêm chủng vaccine cho nhân dân trên địa bàn trên toàn tỉnh. Lượng thứ ba là tham gia phục vụ các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, các khu phong tỏa, các cái chốt trực trên các cái tuyến nội địa, kể cả chốt của tỉnh, chốt của huyện, chốt của địa phương. Rồi phối hợp cùng với công an, với hệ thống chính trị tuần tra canh gác để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần dù phải hy sinh tính mạng cũng phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Long An đang góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh quyết chiến thắng đại dịch COVID-19.
Chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.